có duyên biết mệnh. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 được Phật Bà ban lộc, nổ lộc phát tài, giàu sang tột đỉnh 2 tháng tới. Lộc đến từ cuối năm nay, Ất Tỵ tiến bước tiền tài bao la, trường tồn phúc lộc vinh hoa, làm ăn khí chất ngút cao rạng ngời, vinh hoa sung túc tuyệt vời, thần tài song lộc một đời an khang. Kênh Phúc Tự Tâm xin chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ vạn sự hanh thông. Hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng các bạn tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 vận trình 2 tháng 10 và tháng 11 âm lịch năm 2024 để giúp quý vị nắm được cơ may đổi đời của mình và chủ động đón lành tránh dữ. Thưa cô bác Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, ngày đi tháng chạy năm bay, thời gian nước chảy chẳng quay được về. Trong cuộc sống bon chen hối hả, thời gian là điều ai cũng cảm thấy thiếu thốn, và khi thời gian đã trôi đi sẽ giống như ly nước chảy đổ đi rồi thì không thể nào lấy lại được. Thời vận là một khái niệm tương đối kỳ lạ. Khi vận thế thông thuận thì không có gì cần phải nói. Nhưng khi thời thế không hay thì chẳng gặp được chuyện may. Tốt nhất khi đó nên an yên mà ở ẩn. Khỏi làm gì thì đỡ nghĩ đỡ suy. Biết là thế nhưng lắm lúc vận số cứ ép ta phải ra, cứ dụ ta đi khỏi cái vòng tròn của sự bình đạm mà ta xây dựng. Sau đó khi ta miễn cưỡng bước ra rồi, thì cũng là lúc giữa muôn trùng vây, thập diện mai phục. Đấy là những dòng tóm tắt cuộc đời của con ngựa Ất Tỵ hành lộ chi mã. Suốt cả cuộc đời Ất Tỵ tìm mãi chưa thấy sự giàu đâu cũng bởi ba điều kiêng kỵ dưới đây. Và trong 2 tháng 10 và 11 âm lịch tới này, Ất Tỵ tránh được ba điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải mệnh đổi vận, phất lên giàu có bất ngờ. Tiền bạc ập đến, mua nhà tậu xe, khiến người người nhà nhà đều ngưỡng mộ. Về vận trình tử vi trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 2 tháng tới sẽ ra sao? Các bậc thầy tử vi có tiết lộ bí mật nào cho con giáp này tránh hòa đắc lộc, đổi đời giàu có? Tất cả sẽ được Phúc Tự Tâm bật mí ngay sau đây. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, quý vị nhớ ủng hộ bằng cách nhấn vào nút like và đăng ký miễn phí kênh để cập nhật sớm nhất những video đến từ ban biên tập chương trình. Và quý vị cũng đừng quên chia sẻ và lan tỏa điều may mắn tích cực này đến bạn bè và người thân của mình quý vị nhé. Có duyên biết mệnh, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 được Phật Bà ban lộc, nổ lộc phát tài, giàu sang tột đỉnh 2 tháng tới. Quý vị thân mến, trong bức tranh đầy sắc màu của 12 con giáp, tuổi Tỵ luôn nổi bật với những phẩm chất đáng ngưỡng mộ và sự bí ẩn khó lường. Được xem là con giáp khôn ngoan nhất, người tuổi Ất Tỵ mang trong mình trí tuệ vượt trội, sự quyến rũ và một vẻ đẹp huyền bí đầy cuốn hút. Chính vì vậy, những người thuộc tuổi này có khả năng tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, triết học đến thần học, và cả trong ngành công nghiệp luyện kim. Họ là những nhà tư tưởng sâu sắc, với những ý tưởng độc đáo và khả năng nhìn xa trông rộng, thậm chí có thể trở thành những người theo chủ nghĩa thần bí. Người tuổi Ất Tỵ thường có xu hướng tìm kiếm cái đẹp trong cuộc sống, với niềm đam mê dành cho văn hóa, âm nhạc và ẩm thực. Họ thường bị thu hút bởi những giá trị thẩm mỹ cao và thường là những người có ngoại hình ưa nhìn, tài hoa. Nếu bạn thuộc tuổi Tỵ, thì may mắn sẽ theo đuổi bạn như bóng với hình. Tuy nhiên, những người tuổi Ất Tỵ cũng có những nét tính cách đặc trưng. Họ quyết đoán và hành động theo ý mình, đôi khi khó hòa đồng với đám đông. Họ có thể là những người có niềm tin tôn giáo sâu sắc hoặc là những kẻ theo đuổi lạc thú. Nhưng họ luôn kiên định với niềm tin của chính mình và hiếm khi lắng nghe lời khuyên từ người khác. Nhưng trong nhiều tình huống,
những suy nghĩ của họ lại rất đúng đắn. Cũng giống như tuổi Rồng, Thìn, cuộc đời của người tuổi Tỵ thường sẽ trải qua những cao trào và bão tố, với những kết thúc có thể là viên mãn hoặc bi kịch. Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và từng trải, ẩn chứa một tâm hồn đầy hoài nghi và những cảm xúc sâu sắc. Họ không dễ dàng để lại món nợ nào cho kiếp sau. Thay vào đó, họ luôn quyết tâm giải quyết mọi vấn đề ngay trong hiện tại. Với sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, người tuổi Ất Tỵ luôn sòng phẳng trong mọi giao dịch, dù là trong công việc hay tình cảm. Người tuổi Ất Tỵ không bao giờ để đồng tiền chi phối cuộc sống của mình. Họ luôn biết cách tìm ra giải pháp khi gặp khó khăn tài chính, nhưng đồng thời cũng cần tránh xa những trò may rủi, bởi họ có thể trở về với hai bàn tay trắng. Thú vị thay, những người tuổi Tỵ có khả năng nhanh chóng tỉnh ngộ, học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Điều này giúp họ trở thành những người có bản lĩnh trong kinh doanh, luôn cẩn trọng và tinh tế. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ nổi bật với khí chất thanh lịch, đoan trang và tài năng đa dạng, có thể theo đuổi nghiệp văn hay nghiệp võ. Tuy nhiên, đôi khi họ lại quá quan tâm đến việc của người khác, khiến bản thân gặp phải phiền phức không đáng có. Nữ mệnh Ất Tỵ đặc biệt thông minh, nhạy bén, luôn biết cách quan sát và chờ đợi thời cơ để bứt phá. Trong các mối quan hệ xã hội, người tuổi Ất Tỵ thường yêu cầu rất cao từ người khác và có thể tạo ra sự nghi ngờ và cảnh giác. Tuy nhiên, họ luôn thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình mà không giấu giếm. Điều này đôi khi khiến họ mất lòng người khác, nhưng không thể phủ nhận rằng tuổi Ất Tỵ có những thành công đáng kể và không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Đối với nam mệnh tuổi Ất Tỵ, họ là những người độc lập và tự tin. Dù có việc gì giao cho họ, họ cũng sẽ hoàn thành một cách xuất sắc. Họ sống một cuộc đời phong phú, hào phóng, sâu sắc và thường dễ bị áp lực. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của họ rất cao. Họ có thể nhớ lâu và chờ đợi thời cơ để đáp trả. Mặc dù tuổi trẻ có thể trải qua nhiều khó khăn, nhưng trung vận sẽ được đền đáp xứng đáng nhờ sự trợ giúp của quý nhân. Sự nghiệp thăng tiến và tài chính ổn định sẽ đến với họ. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào mùa xuân hay mùa hè thường có lợi thế hơn cả, trong khi những người sinh vào mùa đông có thể gặp phải khó khăn do tính khí của thời tiết lạnh lẽo. Thời điểm sinh cũng ảnh hưởng nhiều đến vận mệnh của họ. Về phương diện tình cảm, người tuổi Ất Tỵ rất đa tình. Ánh mắt của họ thường trong veo như mặt nước mùa thu, dễ khiến người khác nhầm tưởng họ đang yêu. Họ mẫn cảm với mọi sự kiện xung quanh, thậm chí trong kinh doanh. Ánh mắt của họ luôn rực lên một tình cảm mãnh liệt. Cuộc sống nội tâm của người tuổi Ất Tỵ luôn sôi động, với nhiều khao khát và nhiệt huyết, đặc biệt là trong những cuộc tranh giành danh lợi. Họ là những người kiên trì, không bao giờ nản lòng trước khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng, sự kết hợp hoàn hảo giữa lý tưởng cao cả và những phẩm chất bẩm sinh cho phép người tuổi Tỵ thực hiện được nhiều ước mơ trong cuộc sống. Cuối cùng, tuổi Tỵ không chỉ mang đến thành công cho chính mình mà còn để lại dấu ấn tích cực cho những người xung quanh. Sự kiên định, trí tuệ và sự cuốn hút của họ sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sau. Tiếp theo là đánh giá tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 2 tháng 10 và 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 và 11 âm lịch cho người tuổi Ất Tỵ. Kính chào quý vị! Hãy cùng tôi khám phá tử vi tháng 10 và 11 âm lịch, thời điểm mà người tuổi Ất Tỵ sẽ trải qua nhiều điều tốt đẹp và may mắn. Trong những ngày tới, tinh thần lạc quan và tích cực của bạn sẽ là nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp bạn vượt qua mọi thử thách mà cuộc sống đặt ra. Các vấn đề mà bạn phải đối mặt sẽ không còn quá nghiêm trọng, bởi bạn sẽ biết cách nhìn nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng và tự tin hơn. Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ mà trước đây bạn chưa từng thử sức.
Đây chính là cơ hội để bạn chinh phục những đỉnh cao mới và gặt hái những thành công đáng kể cho bản thân. Nhờ vào nguyệt lệnh trường sinh, bạn được sinh ra với một trí tuệ sáng suốt và tài năng vượt trội. Đừng ngần ngại thể hiện bản thân, mạnh dạn đảm nhận những nhiệm vụ đầy thử thách và khó khăn. Bởi chính những thử thách này sẽ là cơ hội để bạn thể hiện giá trị của mình và thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Khi bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chắc chắn rằng bạn sẽ gây được ấn tượng sâu sắc trong mắt mọi người, thậm chí có thể được cất nhắc lên những vị trí tiềm năng, mở ra cánh cửa mới cho sự nghiệp của bạn. Trong lĩnh vực kinh doanh, tình hình sẽ diễn ra khá thuận lợi trong thời gian này. Bạn có thể dễ dàng mở rộng mối quan hệ với khách hàng và đối tác, tạo dựng những liên kết vững chắc cho tương lai. Tuy nhiên, khi những cơ hội vàng đang đến gần, bạn cần phải quyết đoán và nhanh chóng nắm bắt. Đừng chần chừ hay do dự quá lâu, bởi thời cơ không chờ đợi ai cả. Hãy hành động và đừng để cơ hội rơi vào tay người khác. Các tinh tử vi sẽ luôn đứng về phía bạn. Vì thế hãy yên tâm và mạnh dạn tiến bước. Mặc dù sự nghiệp và công việc đang thăng tiến, nhưng dường như chuyện tình cảm lại chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Có lẽ bạn đang để công việc chiếm ưu thế hơn tình cảm, nên không dành đủ thời gian cho những người xung quanh, đặc biệt là những người bạn mới quen. Đối với những người đã lập gia đình, có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi khi thường xuyên đi sớm về khuya, không thể dành đủ thời gian và sự quan tâm cho người thân yêu. Hãy nhớ rằng, nếu không tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có thể trở nên lạnh nhạt. Vậy nên, hãy dành chút thời gian để kết nối lại với những người xung quanh và tạo dựng những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống. Việc cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm sẽ giúp bạn có một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ đến từ công việc, mà còn từ những mối quan hệ thân thiết và yêu thương trong cuộc sống. Chúc bạn một tháng 10 và 11 âm lịch tràn đầy năng lượng tích cực, gặt hái nhiều thành công và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, chúng ta cùng tiếp tục khám phá sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ trong 2 tháng 10 và 11 âm lịch này. Đây chính là khoảng thời gian đầy hứa hẹn, nơi mà những bước phát triển đáng trông đợi sẽ đến với bạn. Với trí thông minh sắc bén và tài hoa bẩm sinh, không có thử thách nào có thể cản trở bạn. Bạn có khả năng tự mở ra con đường riêng cho bản thân, tạo dựng thành công vượt ngoài mong đợi của mọi người. Đó chính là sức mạnh tiềm ẩn mà bạn có thể khai thác. Tính cách hiền hòa, biết cư xử khéo léo sẽ giúp bạn dễ dàng xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, gây thiện cảm với những người xung quanh. Chính vì vậy, bạn sẽ không chỉ nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn, mà còn có cơ hội quý báu từ những mối quan hệ mà bạn đã tạo dựng. Tuy nhiên, để đạt được những điều này, bạn cần phải thay đổi một chút về bản thân, đặc biệt là sự do dự và thiếu quyết đoán. Hãy tin tưởng vào năng lực của chính mình, sẵn sàng nắm bắt cơ hội ngay khi chúng xuất hiện. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực cản trở bước tiến của bạn. Nếu bạn cảm thấy bối rối trước quá nhiều lựa chọn, hãy mạnh dạn trao đổi và chia sẻ với những người có kinh nghiệm hơn. Họ sẽ sẵn lòng đưa ra những gợi ý hữu ích, giúp bạn tìm ra hướng đi đúng đắn. Các tinh tử vi cho thấy rằng những cơ hội gặt hái thành công đang đến gần. Nhiều yếu tố sẽ thúc đẩy bạn, khiến mọi việc trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Thậm chí, ngay cả khi những thử thách xuất hiện, đó chính là lúc bạn nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, khẳng định giá trị và vị trí của mình trong công việc. Vì vậy, hãy tự tin bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dám thử thách và khẳng định bản thân. Sự nghiệp của bạn sẽ có những bước tiến vững chắc, mở ra những cơ hội mới mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Hãy nhớ rằng, chính bạn là người nắm giữ chìa khóa cho tương lai của mình. Hãy theo đuổi đam mê và mục tiêu của mình một cách kiên định, và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Chúc bạn gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới. Về phương diện tài chính, tài lộc, khi bước vào tháng 10 và 11 năm 2024 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ sẽ nhận thấy con đường tài lộc của mình rộng mở hơn bao giờ hết. Những thành công trong công việc không chỉ mang lại cho bạn một khoản tiền lương và thưởng khá khả quan mà còn là những thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Đây chính là động lực thúc đẩy bạn tiếp tục phấn đấu và cống hiến hơn nữa trong thời gian tới. Đối với những người làm ăn kinh doanh, cơ hội mở rộng các mối quan hệ với khách hàng và đối tác sẽ là một điểm sáng trong tháng này. Bạn sẽ nhận ra rằng, những nguồn lợi nhuận khả quan không đến từ sự may mắn nhất thời, mà là thành quả của quá trình lao động vất vả, bền bỉ mà bạn đã tích lũy từ rất lâu trước đó. Hãy tự hào về những gì bạn đã làm được và đừng ngần ngại để tận hưởng thành quả mà mình xứng đáng có được. Trong tháng này, sự xuất hiện của quý nhân sẽ là một yếu tố vô cùng quan trọng. Họ có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội đầu tư, làm ăn hiếm có mà không phải ai cũng có được. Đây là thời điểm mà bạn cần phải tự tin hơn bao giờ hết để có thể nắm bắt những cơ hội này. Đừng để sự chần chừ hay do dự khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội quý giá trong đời. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình và chấp nhận thử thách. Nếu bạn cảm thấy bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn, hãy nhớ rằng không có gì sai khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm hơn. Trao đổi, chia sẻ với họ không chỉ giúp bạn có được những hướng đi mới mà còn giúp bạn học hỏi thêm nhiều kỹ năng cần thiết để vượt qua những tình huống khó khăn. Đừng ngại bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình, vì chính quá trình giao tiếp sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn và có cái nhìn sâu sắc hơn về những gì đang diễn ra xung quanh. Tóm lại, tháng 10 và 11 âm lịch sẽ là thời điểm quan trọng để người tuổi Ất Tỵ phát triển tài lộc và khẳng định bản thân. Hãy nắm bắt mọi cơ hội, tự tin đối mặt với thử thách và không ngừng học hỏi để vươn xa hơn. Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, trong khoảng thời gian tháng 10 và 11 âm lịch này, người tuổi Ất Tỵ sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ bán hợp, mang đến những chuyển biến êm đềm trong chuyện tình cảm và gia đình. Những mối quan hệ trong gia đình đang dần trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết khi các thành viên biết cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau hơn. Điều này không chỉ giúp gìn giữ hòa khí chung mà còn tạo nên những khoảnh khắc sum vầy vui vẻ, ấm cúng trong bầu không khí gần kề cuối năm. Các thần đang mang đến tin vui cho người tuổi Ất Tỵ. Đối với những ai đã có đôi hay các cặp vợ chồng, những rạn nứt trong mối quan hệ sẽ nhanh chóng được hàn gắn. Gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có những xung đột nhỏ nảy sinh cũng sẽ được hóa giải kịp thời, giúp các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, chia sẻ yêu thương và niềm vui. Đặc biệt, nhờ có sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng sẽ đón nhận những tin vui từ chuyện con cái. Các con cái có sự nghiệp công ăn việc làm ổn định sẽ càng khiến cho những tháng cuối năm trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Hình ảnh gia đình ấm cúng, vui vẻ và con cháu ngoan ngoãn chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất mà quý cô bác trong thời gian này có thể cảm nhận. Mỗi buổi tối, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm hay những buổi họp mặt cuối tuần, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống gia đình không chỉ đơn thuần là sự hiện diện của nhau mà còn là sự kết nối trong tâm hồn. Đó là những khoảnh khắc quý giá, là nguồn động lực giúp bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Hãy trân trọng từng giây phút bên gia đình, bởi chính những điều giản dị này sẽ tạo nên hạnh phúc bền vững trong tâm hồn bạn. Tháng 10 và 11 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Ất Tỵ những trải nghiệm tuyệt vời về tình cảm và gia đình. Hãy mở rộng trái tim, chia sẻ yêu thương và cùng nhau xây dựng một mái ấm tràn đầy hạnh phúc. Về phương diện sức khỏe tuổi Ất Tỵ tháng 10 và 11 âm lịch. Trong hai tháng âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ sẽ đón nhận những tín hiệu tích cực, không có dấu hiệu suy giảm đáng lo ngại. Bạn sẽ cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và sức sống.
như những tia nắng vàng ấm áp rọi sáng cả tâm hồn và công việc hàng ngày. Tinh thần lạc quan sẽ trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, thúc đẩy bạn không ngừng vươn tới những đỉnh cao mới trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong hành trình giữ gìn sức khỏe, bạn cần lưu ý rằng, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, sức khỏe cũng luôn cần được chăm sóc một cách cẩn thận. Đừng để những cơn sóng đời xô đẩy bạn vào guồng quay của công việc mà quên mất rằng cơ thể chính là chiếc thuyền giúp bạn vượt biển khơi. Hãy điều chỉnh thói quen sinh hoạt của mình bằng cách duy trì một chế độ ăn uống hợp lý và điều độ, để cơ thể luôn ở trong trạng thái cân bằng. Ngoài ra, hạn chế tham gia vào các buổi tiệc tùng xã giao và tránh làm việc quá sức cũng là một điều rất quan trọng. Bạn không cần phải chạy theo những cuộc vui mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thay vào đó, hãy dành thời gian cho những hoạt động giúp tái tạo năng lượng như thiền, yoga hoặc đơn giản là những buổi đi bộ trong công viên. Hãy nhớ rằng việc sắp xếp thời gian để rèn luyện thể dục thể thao là rất cần thiết. Những bài tập nhẹ nhàng như chạy bộ, đạp xe hay tham gia các lớp thể dục nhịp điệu sẽ giúp cơ thể bạn trở nên dẻo dai hơn và tinh thần thêm phấn chấn. Việc này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà còn mang lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng cho tâm hồn. Vì vậy, hãy lắng nghe cơ thể và chăm sóc sức khỏe của mình như một món quà quý giá mà bạn cần gìn giữ. Bằng cách đó, bạn sẽ không chỉ cảm nhận được sự hạnh phúc trong từng khoảnh khắc mà còn tự tin hơn khi đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Những tháng này hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời khi sức khỏe và tinh thần của bạn hòa quyện, tạo nên một hành trình đầy ý nghĩa. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. 1. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 10 âm lịch. Thời điểm từ nay cho đến hết tháng 10 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Ất Tỵ những thách thức đầy thú vị. Song song với đó là những cơ hội vô cùng quý giá. Đây là một giai đoạn đầy hứa hẹn. Tổng thể bức tranh vận mệnh của bạn khá tích cực. Không có gì cần phải lo lắng quá nhiều. Bạn sẽ thấy công việc của mình phát triển mạnh mẽ và có những khởi sắc đáng chú ý. Sự hiện diện của tam hợp trong bản mệnh của bạn là một điềm báo tốt lành. Dù khối lượng công việc có thể dồn dập và áp lực, nhưng bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ quý báu từ cả cấp trên lẫn đồng nghiệp. Điều này không chỉ giúp bạn hoàn thành công việc đúng tiến độ mà còn có khả năng nhận được những lời khen thưởng bất ngờ. Tinh thần làm việc hăng say, nhiệt huyết của bạn sẽ là chìa khóa dẫn đến những thành công đáng kể trong tháng này. Có thể bạn sẽ phải tăng ca hoặc mang công việc về nhà. Nhưng đừng lo lắng, tâm trạng của bạn sẽ rất thoải mái. Khi bạn dành tâm huyết cho công việc, mọi thứ sẽ đến với bạn một cách xứng đáng. Thực tế, rắn bò vào nhà là một điềm lành, báo hiệu những điều tốt đẹp đang đến gần. Đối với những người làm kinh doanh, tháng này sẽ khá bận rộn với nhiều đơn hàng đến dồn dập. Cảm giác như công việc không bao giờ hết. Nhưng yên tâm, cuối cùng bạn sẽ được đền đáp xứng đáng bằng vật chất. Mỗi nỗ lực bạn bỏ ra đều sẽ có giá trị. Tài vận của tuổi Ất Tỵ trong khoảng thời gian này cũng rất hanh thông. Dù áp lực cạnh tranh có thể lớn, nhưng bạn sẽ thực hiện công việc một cách hiệu quả. Không chỉ thu về lợi nhuận mà còn tích lũy cho mình những khoản tiền kha khá. Sự xuất hiện của thương quan sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Việc đầu tư trong tháng này cũng có dấu hiệu sinh lời rõ rệt. Tổng thể, các nguồn thu trong tháng đều gia tăng. Túi tiền của bạn sẽ trở nên rủng rỉnh hơn, giúp bạn tiêu pha thoải mái. Đối với người làm công ăn lương, bạn không chỉ nhận được mức lương xứng đáng mà còn có thêm tiền thưởng Tết, hoa hồng và nhiều khoản quà tặng khác. Tổng thu nhập sẽ tăng gấp nhiều lần so với bình thường. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong việc chi tiêu. Trong giai đoạn này, bạn sẽ phải tiêu tốn nhiều tiền bạc.
nên cần cân đối tài chính ngay từ đầu tháng để tránh tình trạng thâm hụt do những khoản chi không cần thiết. Khi mua sắm, hãy tiết chế và chỉ nên chi cho những thứ thật sự cần thiết. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Ất Tỵ sẽ không cần lo lắng quá nhiều. Bạn sẽ có thể trạng tốt, ít bệnh tật nghiêm trọng, và nếu có ốm đau cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, tháng này có nhiều cơ hội ăn uống. Hãy chú ý đến một số vấn đề liên quan đến da dẻ, nhiệt miệng và tình trạng nóng trong do tiệc tùng, rượu bia quá nhiều. Quý nhân Ngọ, Hợi, tiểu nhân Dậu, Thìn, màu sắc cát tường tím, hồng, con số may mắn 22, 78, 01. Hãy luôn giữ vững tâm thế lạc quan và mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp sắp đến nhé. 1. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 11 âm lịch. Bước vào tháng 11 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ có thể cảm nhận một sự chuyển biến trong tâm trạng và tinh thần làm việc của mình. Nguyệt lệnh mệnh chi phối khiến bạn có cảm giác thiếu sinh khí. Sự nhiệt tình gần như biến mất trong nhiều hoạt động thường nhật. Nhiều lúc, bạn cảm thấy lười biếng đến mức không muốn động tay vào bất kỳ việc gì, từ công việc đến những sở thích cá nhân. Có không ít nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong công việc của bạn trong tháng này. Từ những khách hàng khó tính cho đến tình trạng nhân viên bất mãn hay doanh số sụt giảm. Tất cả như những cơn gió mạnh làm đảo lộn công việc kinh doanh của bạn. Chính điều này đã phần nào khiến bạn cảm thấy chán nản, không còn động lực để tiếp tục nỗ lực. Ngay cả khi xảy ra những mâu thuẫn trong công việc, bạn cũng không có tâm trí để tranh cãi hay đưa ra hành động quyết liệt. Điều đó cho thấy rằng, bạn cần một chút thời gian để tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn và tìm kiếm động lực cho bản thân trước khi muốn tiếp tục với những kế hoạch trong giai đoạn này. Tuy nhiên, không cần quá lo lắng. May mắn thay, tử vi vẫn trợ mệnh cho bạn trong tháng này, giúp khía cạnh tài lộc của bạn vẫn sáng rực. Mọi người có thể cho rằng bạn lười nhưng vẫn kiếm ra tiền là do gặp may. Nhưng ít ai hiểu rằng bạn đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và vất vả trong quá khứ để có được vị trí hiện tại. Sự xuất hiện của thực thần sẽ mang đến sự nâng đỡ từ những người thân và bạn bè xung quanh. Họ sẽ động viên và khuyến khích bạn. Chỉ cần một chút thời gian để nghỉ ngơi, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và động lực để tiếp tục theo đuổi những ước mơ và mục tiêu của mình. Đây chỉ là một quãng nghỉ cần thiết để tái tạo lại sức lao động mà thôi. Về phương diện tình cảm, đường tình duyên của bạn cũng có dấu hiệu thuận lợi hơn trước. Những người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với những người tâm đầu ý hợp, giúp tình cảm phát triển nhanh chóng. Còn các cặp đôi, do bận rộn với công việc cuối năm, có thể ít thời gian dành cho nhau, dẫn đến một số mâu thuẫn nhỏ. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được hóa giải, mang lại sự bình yên cho gia đình. Quý nhân Mão, Sửu, tiểu nhân Dậu, Thìn, màu sắc cát tường xám, đỏ, con số may mắn 45, 01, 28. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh, vì những điều tốt đẹp luôn đang chờ đón bạn. Tiếp theo là vận hạn và chuyên mục hóa giải theo phong thủy phi tinh cho tuổi Ất Tỵ trong 2 tháng 10 và 11 âm lịch. Về vận hạn, trong 2 tháng 10 và 11 năm 2024 này, người tuổi Ất Tỵ dù có khởi sắc trên nhiều phương diện nhưng có thể bạn vẫn phải đối mặt với tiểu nhân chọc phá. Họa thị phi, điều tiếng diệp pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Thời điểm này, nếu bạn mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì phải thật kiên trì, đặc biệt làm gì cũng cần suy nghĩ, tính toán thật kỹ trước khi hành động, thì sẽ dễ thành công hơn. Về tài chính, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn của bản mệnh khá mong manh.
Nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Những người theo nghiệp kinh doanh phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Trong năm này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm gây thiệt hại tiền của. Cách hóa giải vận hạn theo phi tinh. Nhìn tổng thể, tử vi năm 2024 của người tuổi Ất Tỵ hung cát đan xen, nhiều bôn ba, thăng trầm nhưng cũng không thiếu cơ hội bứt phá. Để bản mệnh cải biến vận mệnh, vươn lên. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đây chính là thời điểm để người tuổi Ất Tỵ khẳng định bản lĩnh và sự quyết tâm của mình. Càng khó khăn hay sóng gió, bản mệnh lại càng có thêm những trải nghiệm cuộc sống quý báu để chờ đến thời cơ thích hợp sẽ trở mình vươn lên và thành công. Nếu muốn đổi vận, thay đổi vận thế, ngoài việc kiên trì nỗ lực, suy nghĩ tích cực lạc quan, bản mệnh có thể lấy hỷ sự chặn xui xẻo. Ví dụ tham gia nhiều đám cưới, tổ chức cưới hỏi cho con cái. Ngoài ra, tuổi Ất Tỵ có thể ứng dụng phong thủy phi tinh 2024 vào đời sống để xu cát tỵ hung. Cụ thể, trong 2 tháng 10 và 11 âm lịch này, phương vị Thái Tuế ở hướng Tây Bắc, Tuế Phá ở Đông Nam. Tại hai phương vị này không nên tiến hành động thổ, đặt mở cửa chính, xây phòng ngủ, phòng làm việc hay kê giường, kê bàn ghế. Nhất là khi bản mệnh phạm Thái Tuế thì lại càng nên hạn chế những việc này. Theo cửu cung phi tinh 2024, lần lượt có cửu tự hữu bật và thất xiết phá quân bài tới hướng Tây Bắc và Đông Nam. Cửu tự hữu bật cát tinh tại hướng Tây Bắc mang tới hỷ khánh cát lành, nhân duyên tốt đẹp và thúc vượng nhân đinh. Tại đây bản mệnh nên đặt biểu tượng voi phong thủy bằng ngọc hoặc đồng để thu hút vận may, khiến mọi mong ước về tình cảm, hôn nhân, con cái được toại nguyện. Còn ở hướng Đông Nam có thất xích phá quân chủ hao tán tiền của, tranh chấp, mâu thuẫn thị phi hay mất quyền thế, giảm vận khí. Nơi đây nên đặt biểu tượng cốc ngậm tiền để thu hút các khí, xua đi những xui xẻo ảnh hưởng đến bản mệnh và người thân trong gia đình. Vật phẩm phong thủy cho tuổi Ất Tỵ may mắn bình an, phát tài phát lộc. Mục: tranh phong thủy cho người tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ trong ngũ hành thuộc mệnh hỏa, vậy nên những bức tranh phong thủy thích hợp sẽ là tranh mệnh thổ, mộc. Nó sẽ mang đến nhiều may mắn cho gia chủ nếu được treo trong phòng khách. Bên cạnh đó, người tuổi Ất Tỵ cũng cần phải tránh tranh mang mệnh kim, thủy vì tính chất xung khắc trong ngũ hành. Treo tranh đại bàng tung cánh hay rồng bay là bức tranh hợp với tuổi Tỵ. Hình tượng của những con vật này sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp các tường như ý cho gia chủ sở hữu. Và hai linh vật này từ xưa được xem là những con vật hiệu quả trong việc trấn quỷ trừ tà. Nơi thích hợp để treo tranh đại bàng là phòng khách, kỵ treo ở phòng thờ, phòng ngủ. Ngoài ra, bạn cũng có thể treo tranh hoa mẫu đơn cho người tuổi Tỵ mệnh hỏa. Tranh hoa mẫu đơn mang ý nghĩa giàu sang, thịnh vượng và hôn nhân hạnh phúc. Hoặc những bức tranh tứ quý tùng hạt diên niên luôn là sự chọn lựa tuyệt vời cho chủ nhân. Với những họa tiết sống động, cây rừng chim hạt thể hiện sự giữ phúc vĩnh hằng, tuổi thọ dồi dào cho gia chủ. 2. Thổi vàng, kim nguyên bảo. Thổi vàng là vật phẩm phong thủy tốt cho tài lộc của tuổi Ất Tỵ. Đây là vật phẩm thu hút tài lộc, giúp việc kinh doanh làm ăn thêm phát đạt. Tuy nhiên, vật phẩm này khi dùng để thu hút tài lộc, nên tìm được tài vị của căn nhà mà đặt ở đó thì sẽ có tác dụng tốt nhất. Bạn cũng có thể căn cứ theo tài vị để tìm vị trí trưng thổi vàng kim nguyên bảo cho thích hợp nhất, thu hút được nhiều tài khí nhất. Nếu tuổi Ất Tỵ đặt thổi vàng này nên bàn làm việc thì chuyện kinh doanh buôn bán sẽ thuận lợi hơn nhiều.
độ to nhỏ của kim nguyên bảo không quá quan trọng, nhưng cần lưu ý về độ sáng của nó. Không phải cứ vàng càng sáng bóng thì càng tốt đâu nhé. Riêng kim nguyên bảo, bạn nên chọn loại vàng có màu sắc trầm một chút, không quá chói mắt. Như thế mới có thể giúp tài lộc ùn ùn kéo tới. Nếu kim nguyên bảo dùng vàng quá chói mắt thì chẳng những tài lộc không về mà còn dễ bề tiêu tan. Gia chủ gặp họa phá tài, lỗ tai nữa đó. 3. Đá ngọc bích. Đá ngọc bích phong thủy là biểu tượng của chòm sao thất nữ. Ngọc cũng như vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng của các cô gái. Nó có tính dương, nên khi phái nữ mang tính âm, đeo trên người sẽ cân bằng âm dương, mang lại sức khỏe, sự tỉnh táo và nhiều may mắn. Đồ trang sức bằng ngọc bích không chỉ hợp với các chị em, mà nó còn hợp với phái mạnh. Ngày xưa, những công tử cao quý thường đeo đá ngọc bích theo bên hông. Họ quan niệm giúp tăng cường sinh lực, tăng cường trí lực, tăng cường vận khí. Những viên đá ngọc bích có gam màu lạnh được các pháp sư tin rằng chúng có sức mạnh tiên tri, dự đoán trước được tương lai. Còn những viên đá màu tối sẽ bảo vệ người đeo khỏi những lời nói gở. Không may, ngọc bích màu phớt xanh lá cây giúp bạn tập trung, có thể khơi gợi những thứ vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy. 4. Cây phong thủy người tuổi Ất Tỵ. Những người tuổi Ất Tỵ là người mệnh hỏa và theo ngũ hành, hỏa sinh thổ, mộc sinh hỏa. Do đó, gia chủ nên mua những loại cây cảnh có nhiều màu xanh lá cây thuộc mộc hoặc màu đặc trưng của mệnh hỏa như đỏ, hồng, cam, tím thuộc hỏa. Có như thế mới mang lại may mắn, tài lộc cho bạn và những người sống trong nhà. Hỏa khắc kim, thủy khắc hỏa, vì thế gia chủ nếu không muốn tiền bạc vào túi này ra khỏi túi kia thì đừng bao giờ mua những loại cây cảnh có màu xanh nước biển. Màu đen thuộc thủy hoặc màu nâu, vàng thuộc thổ. Một số loại cây phù hợp người tuổi Ất Tỵ có thể kể đến như hồng môn, tre, sen, đào, tùng, trúc, cúc mai, lộc vừng, phát tài, kim tiền, kim ngân, bạch mã hoàng tử, sẽ giúp gia chủ tăng vượng khí, tài lộc và may mắn. Quý vị thân mến, đời người Ất Tỵ muốn bình an, hưởng phúc, có 3 điều cấm kỵ chớ nên phạm phải. Điều cấm kỵ thứ nhất, tiếc nuối. Trong bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long có câu thoại đại ý rằng, khi bạn nắm chặt hai tay, không có bất cứ thứ gì bên trong đó. Nhưng khi bạn mở rộng bàn tay, thế giới đều ở trong lòng bàn tay bạn. Nhiều lúc, lý do khiến người ta mệt mỏi chính là bởi tiếc nuối quá nhiều thứ. Điều nên từ bỏ lại tiếc nuối không muốn từ bỏ. Việc không nên cố chấp thì nhất định kiên trì. Thời gian lâu dần, không những mệt người mà lòng cũng đau khổ. Người có trí tuệ thực sự là người có thể cho đi và dám cho đi. Đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé, như từ bỏ những xã giao xã hội không cần thiết mới có thể có thời gian ở bên gia đình mình. Từ bỏ nhiều khát vọng mới có thu hoạch được một cuộc đời vui vẻ đơn giản. Chịu từ bỏ là một dạng lĩnh ngộ, một dạng rộng lượng, một dạng trí tuệ, cũng là một dạng cảnh giới của đời người. Chịu bỏ cái nhỏ có được cái nhỏ, chịu bỏ cái lớn có được cái lớn, không bỏ cũng không có được gì. Chỉ những người biết cách đưa ra lựa chọn, kiên trì với những gì họ nên kiên trì và từ bỏ những gì họ nên từ bỏ, mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc trong một xã hội trọng vật chất. Điều cấm kỵ thứ hai, không buông bỏ được. Điểm yếu nhất của con người luôn luôn có liên quan với việc không buông bỏ được. Việc không buông bỏ được một đoạn tình cảm sớm đã chết yểu. Một người quả quyết rời bỏ mình, quả thật sau này nghĩ lại sẽ thấy rất không đáng. Khi bạn lưỡng lự và chìm đắm trong việc buông tay hay không buông tay, hạnh phúc ngay trước mắt mà bạn nên trân trọng cũng đi qua mất. Cầm một cốc nước lâu tay sẽ mỏi, vác một chiếc túi lâu vai sẽ mỏi.
Một người trong lòng có quá nhiều thứ, thời gian dài sẽ bị áp lực nghiền nát. Nhà văn hiện thực người Pháp từng nói, trong sóng gió lớn của cuộc đời, chúng ta cần phải học cách của những người thuyền trưởng vứt bỏ hàng hóa nặng nề để giảm trọng lượng cho con tàu. Con thuyền của cuộc sống cũng không thể chịu đựng quá nhiều chấp niệm, không thể chịu quá nhiều ràng buộc. Khi nỗi đau của quá khứ trộn lẫn với những rắc rối của hiện tại, đó là một cực hình tinh thần cho bất cứ ai. Chúng cũng không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Vì thế, có một số người cần buông bỏ thì nên buông bỏ. Có một số chuyện cần quên đi thì nên quên đi. Đừng để những người không đáng được trân trọng và những chuyện không đáng để ghi nhớ cất giữ trong trái tim mình. Khi có được, học cách trân trọng. Khi mất đi, học cách cảm ơn. Buông bỏ quá khứ, chia tay với những gì đã qua, không để ký ức trở thành sự ràng buộc. Đây không phải là một sự mất mát, mà là một sự giải thoát, bỏ qua cho chính bản thân mình. Điều cấm kỵ thứ ba, không nhìn rộng được. Cả đời người chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều điều không như ý. Bạn giữ thái độ sống như thế nào thì bạn sẽ có cuộc sống như thế. Gặp chuyện có thể nhìn rộng, nhìn nhận vấn đề một cách thản nhiên, nở nụ cười đối mặt với cuộc sống thì mới có thể nhìn xuyên qua sương mù, có được ánh sáng trong đêm tối tăm. Con người sống ở trên đời, nếu sợ gặp phải những khó khăn trong sự nghiệp, những thất bại trong tình cảm, những cú sốc trong cuộc sống, khi gặp chuyện sẽ có những cảm xúc bi quan tiêu cực, thì không cách nào thoát khỏi trầm cảm và tự làm hại bản thân mình. Trong đời, mỗi người đều gặp phải những con đường không thể đi qua được, những đạo lý không thể nhìn thấu được và những người không thể đoán định được. Cũng sẽ trải qua rất nhiều khó khăn và cản trở, gặp phải những cay đắng và đau khổ, và phải những chuyện bất lực và không nắm bắt được. Đi qua rồi, quay đầu nhìn lại, cũng chẳng qua là chuyện thường thôi. Vạn sự nhìn rộng rồi, chính là trí tuệ, cũng là sự trưởng thành. Nhìn không rộng, thì sẽ trở thành một gánh nặng tâm lý, một cực hình. Gặp chuyện có thể nhìn rộng hơn, tâm tình cũng đơn giản hơn và cả người cũng nhẹ nhàng hơn. Cả đời người, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Sống tốt hay không, sống mệt mỏi hay không, đều là do bản thân suy nghĩ như thế nào, hành động như thế nào. Chịu cho đi mới có được nhiều, thua được mới có được chiến thắng trong tương lai. Buông bỏ được mới có thể cầm lên được. Nhìn rộng được mới có được sự tự tại.